Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Năm ngày 6 tháng 8 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Biển Đông, Indonesia cứng rắn, Philippines lập lờ. Sau khi Hoa Kỳ tuyên bố một cách công khai và cứng rắn là yêu sách chủ quyền và các hành vi chiếm đoạt tài nguyên của Trung Quốc ở Biển Đông là bất hợp pháp, vào trung tuần tháng 7 năm 2020, dựa theo luật biển của Liên Hợp Quốc cũng như phán quyết của Biển Đông vào năm 2016 của Tòa trọng tài thường trực La Hay, các nước liên quan cũng đã lần lượt lên động thái khác nhau. Trong khi Philippines, quốc gia có tranh chấp trực tiếp với Trung Quốc trên Biển Đông, thì có thái độ phân vân lập lờ, nhất là Tổng thống Duterte mới đây đã cấm Hải quân Philippines tập trận với Mỹ ở Biển Đông, thì Indonesia, mặc dù không có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, lại liên tiếp tỏ ra lập trường cứng rắn hơn với Trung Quốc. Và vào ngày 3 tháng 8 năm 2020, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Defin thông báo là Philippines sẽ không còn tham gia các cuộc tập trận hỗn hợp ở Biển Đông. Đây là hình ảnh Tổng thống Philippines Duterte đã phát biểu trước quốc dân vào hôm 27 tháng 7 năm 2020. Theo ông Lawrence, Tổng thống Duterte đã chỉ thị này để giảm bớt căng thẳng ở vùng biển tranh chấp. Trong cuộc họp báo trực tuyến, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines đã xác nhận nguyên văn như sau. Tổng thống Duterte đã ra lệnh cho chúng tôi, cho bản thân tôi là không nên dấn thân vào các cuộc thao diễn hải quân ở Biển Đông, ngoại trừ ở vùng lãnh hải quốc gia trong phạm vi 12 hải lý tính từ bờ biển. Bộ trưởng Lawrence còn giải thích thêm, nếu hành động của một nước bị xem là hiếu chiến thì sẽ tạo thêm căng thẳng, do đó tôi hy vọng các bên sẽ xem xét các hoạt động của họ ở đây, giữ thái độ cẩn trọng để không tính toán sai lầm có thể làm gia tăng căng thẳng. Tuần qua, trong diễn văn về tình trạng đất nước, Tổng thống Duterte cũng đã công nhận rằng ông vô dụng trên vấn đề biển Tây Philippines, tức là cái tên mà Philippines đặt cho Biển Đông, vì theo ông Trung Quốc có sở hữu ở đấy. Ông Duterte một lần nữa nhấn mạnh rằng việc đòi hỏi chủ quyền của Philippines trên Biển Đông sẽ dẫn đến chiến tranh với Trung Quốc, trong lúc Trung Quốc có vũ khí, còn Philippines thì không. Thay vì đi đến chiến tranh, ông Duterte cho là vấn đề cần được giải quyết qua nỗ lực ngoại giao. Quyết định của Tổng thống Philippines được coi là một động thái có thể làm suy yếu nỗ lực của Mỹ nhằm xây dựng một liên minh chống Trung Quốc ở vùng biển tranh chấp này. Đây là hình ảnh Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Defin. Quyết định gây tranh cãi của ông Duterte gây ra bất bình trên khắp cả nước và bị xem là một sự nhượng bộ nữa của ông Duterte đối với Bắc Kinh. Mặc dù phán quyết của Tòa trọng tài thường trực tại La Hay vào năm 2016 đã xem yêu sách của Trung Quốc với đường chín đoạn là không có cơ sở pháp lý, nhưng Tổng thống Duterte vẫn từ chối không nêu lên phán quyết của Tòa trọng tài thường trực La Hay. Tuy nhiên, điều gây chú ý là chỉ mới giữa tháng 7, Philippines là một trong những quốc gia đầu tiên công khai ủng hộ tuyên bố về lập trường của Mỹ đối với các yêu sách hàng hải ở Biển Đông của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Các quan chức hàng đầu của Philippines công khai chỉ trích Trung Quốc và yêu cầu nước này tuân thủ phán quyết của Tòa trọng tài vào năm 2016 ủng hộ các yêu sách về Biển Đông của Philippines, trong khi bác bỏ yêu sách của Trung Quốc. Cụ thể, vào ngày 14 tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Defin đã bày tỏ sự hoan nghênh của tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Ông Lawrence đã cho biết thêm như sau, chúng tôi hoàn toàn đồng ý với lập trường của cộng đồng quốc tế rằng phải có sự chắc chắn về các quy tắc trên Biển Đông. Ông cũng lại kêu gọi Bắc Kinh tuân thủ phán quyết vào năm 2016 của Tòa trọng tài quốc tế trong vụ kiện với Philippines và luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, viết tắt là UNCLOS 1982. Lãnh đạo quốc phòng Philippines cũng bày tỏ quan ngại về các cuộc diễn tập quân sự của Trung Quốc tại Biển Đông và cho biết nước này cũng đang thúc đẩy hoàn thiện bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông, viết tắt là COC, một cách thực chất để ngăn chặn căng thẳng leo thang tại đây. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Philippines, ông De Rocio cho rằng Philippines cần đưa các vấn đề liên quan đến phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài, trong đó bác bỏ đường chín đoạn của Trung Quốc ra Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 75 sẽ diễn ra vào tháng 9 tới đây để tranh thủ sự hỗ trợ đa phương. Còn cựu Phó Chủ tịch Tòa án Tối cao Philippines, ông Antonio Carpio nói rằng tuyên bố mới của Mỹ là mạnh mẽ vì nó thể hiện sự ủng hộ phán quyết của Tòa trọng tài. Philippines gần đây đã bộc lộ thái độ không nhất quán của nước này trên hồ sơ ở Biển Đông cũng như chiến lược quốc phòng nói chung. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Philippines Luxin. Vào thời điểm quân đội Trung Quốc tiến hành tập trận xung quanh quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam từ ngày 1 đến 5 tháng 7, Ngoại trưởng Philippines Luxin vào ngày 3 tháng 7
cảnh báo Trung Quốc sẽ gặp phản ứng mạnh nhất nếu cuộc tập trận của nước này đang diễn ra ở Biển Đông lấn sang phần mà Manila xem là lãnh hải của mình. Ngoại trưởng Luxin cũng nhấn mạnh trong thông báo như sau: nếu cuộc tập trận lấn sang lãnh thổ Philippines, Trung Quốc sẽ bị cảnh báo trước và nước này sẽ gặp phải phản ứng mạnh nhất về ngoại giao hoặc bất kỳ hình thức nào phù hợp. Ông Luxin cũng cho rằng dù khu vực tập trận phía Trung Quốc thông báo không lấn sang phần mà Philippines xem xét lãnh hải của mình, Manila vẫn quan ngại. Đây là cảnh báo mạnh nhất về tranh chấp Biển Đông từ đầu năm đến nay Philippines gửi tới Trung Quốc, dù quan hệ song phương được cải thiện kể từ khi Tổng thống Duterte nhậm chức năm 2016. Một động thái khác cho thấy tín hiệu gây phân vân về quốc phòng của Philippines là ông Duterte dường như không phản đối việc một đơn vị hải quân khá lớn của Philippines tham gia cuộc tập trận Thái Bình Dương năm 2020, viết tắt là Rim Park 20 ở Honolulu, Hawaii, là một cuộc tập trận quốc tế lớn nhất thế giới do Mỹ dẫn đầu, tiến hành 2 năm một lần. Philippines sẽ điều tàu khu trục tên lửa mới được đưa vào biên chế FF-150 tới tham gia cuộc tập trận hải quân quy mô lớn giữa Mỹ và khoảng 20 đồng minh, dự kiến kéo dài trong 2 tuần vào cuối tháng này. Còn Indonesia từ vài tháng trở lại đây theo đuổi một lập trường cứng rắn hơn với Trung Quốc tại Biển Đông. Đây là hình ảnh Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Ngoại trưởng Indonesia Renato Marini trong cuộc gặp hồi năm 2018. Quan hệ chiến lược giữa Mỹ và Indonesia trong bối cảnh an ninh khu vực đang bị Trung Quốc đe dọa đã trở thành chủ đề trong cuộc hội kiến giữa hai Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Renato Marini vào hôm thứ Hai ngày 3 tháng 8 năm 2020 tại Washington. Thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, trong cuộc gặp này, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và đồng nhiệm Indonesia Renato Marini đã thảo luận về mối quan hệ phòng thủ song phương và tình hình khủng hoảng trong khu vực do tham vọng của Trung Quốc muốn làm chủ gần như toàn bộ Biển Đông gây ra. Cũng theo thông cáo, hai ngoại trưởng nhấn mạnh đến quan hệ đối tác chiến lược vững chắc giữa Mỹ và Indonesia, cũng như mục tiêu chung của hai nước là tôn trọng luật quốc tế trong vùng Biển Đông. Mối quan hệ này cần được củng cố trong lĩnh vực từ y tế cho đến kinh tế, cũng như để bảo đảm an ninh trong vùng. Ngoại trưởng Mỹ đặc biệt nhấn mạnh đảo Natuna của Indonesia không thuộc thẩm quyền của Trung Quốc. Về mặt quốc phòng, Indonesia cũng đang nghiên cứu tăng cường không lực để đối phó với những thách thức ngày càng tăng từ phía Trung Quốc ở Biển Đông. Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Sabiato đã tỏ ra sự chú ý đến 15 chiến đấu cơ Eurofighter do không quân Áo bán lại để kiểm soát chặt chẽ hơn các vụ xâm nhập của Trung Quốc vào vùng biển của nước này. Và từ khi giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, khác với những người tiền nhiệm, ông Rabao Sabiato tập trung vào chiến lược củng cố không lực và tăng đội tàu khu trục trang bị tên lửa dẫn đường. Theo trang Asia Times vào ngày 28 tháng 7, Indonesia hiện có 16 chiến đấu cơ Su-27-30 do Nga sản xuất và 3 máy bay F-16 Lockheed Martin thường xuyên được sử dụng để tuần tra ở Biển Đông. Vào hồi cuối tháng 7, Hải quân Indonesia cũng đã tập trận thách thức Trung Quốc. Đây là hình ảnh Hải quân Indonesia tập trận ngoài khơi đảo Natuna vào tháng 7 năm 2020. Hải quân Indonesia vào hôm 24 tháng 7 năm 2020 cho biết 24 tàu chiến của Indonesia đã tham gia đợt thao dượt 4 ngày ở Biển Đông nhằm thách thức các yêu sách đường chín đoạn của Bắc Kinh. Đợt diễn tập bắt đầu vào hôm thứ Ba ngày 21 tháng 7. Trong số 24 tàu chiến tham gia, có 2 tàu khu trục tên lửa và 4 tàu hộ tống. Đợt diễn tập trên biển này được tiến hành cùng với hàng loạt hoạt động huấn luyện trên đất liền. Một phần của đợt thao dượt được tổ chức gần quần đảo Natuna của Indonesia. Đường ranh giới, vùng đặc quyền kinh tế xung quanh quần đảo Natuna trùng với bản đồ đường chín đoạn mà Trung Quốc đơn phương tuyên bố chủ quyền. Trang Nine Asia Review vào ngày 25 tháng 7 năm 2020 dẫn lời chuẩn đô đốc Harry cho biết hoạt động của quân đội Indonesia không bị ảnh hưởng vì dịch viêm phổi Vũ Hán. Trong một thông cáo, Hải quân Indonesia cho biết cuộc diễn tập gần quần đảo Natuna lần này nhằm xây dựng các phương án và chiến lược bảo vệ Natuna. Trước đó, trong vòng không đầy 2 tuần, trong khoảng thời gian từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6, Indonesia đã 2 lần công khai lên tiếng bác bỏ yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc. Đây là hình ảnh Tổng thống Indonesia Joko Widodo tới thăm đảo Natuna vào ngày 8 tháng 10 năm 2020 sau khi Trung Quốc có hành vi xâm phạm chủ quyền của Indonesia trên Biển Đông. Vào ngày 26 tháng 5, Indonesia đã gửi lên Liên Hợp Quốc một công hàm viện dẫn phán quyết vào năm 2016 của Tòa trọng tài thường trực La Hay để bác bỏ đường chín đoạn của Trung Quốc về Biển Đông.
nội dung công hàm của Indonesia không liên quan gì đến quan hệ song phương với Trung Quốc, mà nhằm nêu bật quan điểm của Indonesia về sự kiện Malaysia vào tháng 12 năm 2019 đã gửi lên Ủy ban Liên Hợp Quốc về ranh giới thềm lục địa bản đệ trình tuyên bố chủ quyền đối với thềm lục địa mở rộng của Malaysia ở vùng Biển Đông, kéo theo những công hàm thể hiện lập trường của Việt Nam, Philippines và nhất là Trung Quốc. Tiếp đó, Jakarta cũng đã thẳng thừng bác bỏ đề nghị của Bắc Kinh muốn hai bên đàm phán về điều mà Trung Quốc gọi là đòi hỏi chồng chéo về các quyền trên biển ở một phần Biển Đông. Phát biểu với hãng tin Mỹ Bena News vào ngày 5 tháng 6, ông Damos, Vụ trưởng Vụ luật pháp và Hiệp ước Quốc tế Bộ Ngoại giao Indonesia đã khẳng định như sau. Căn cứ vào Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển UNCLOS 1982, Indonesia không có tuyên bố chủ quyền chồng chéo với Trung Quốc. Do đó, việc tổ chức bất kỳ đối thoại nào về phân định ranh giới trên biển đều không thỏa đáng. Quan chức Indonesia cũng nhắc lại tuyên bố vào tháng 1 năm 2020 của Bộ Ngoại giao nước này khẳng định Jakarta từ chối mọi thương lượng với Bắc Kinh về Biển Đông vì trên cơ sở UNCLOS, hai bên không có bất kỳ tranh chấp lãnh thổ nào. Đối với phân tích việc một nước có trọng lượng như Indonesia ra mặt chống các yêu sách quá đáng của Bắc Kinh tại Biển Đông sẽ là một hậu thuẫn quý giá cho các đồng minh ASEAN có tranh chấp với Trung Quốc đang vất vả chống lại Bắc Kinh và hành vi chèn ép từ phương Bắc. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay mùng 6 tháng 8 năm 2020 với bản tin Biển Đông, Indonesia cứng rắn, Philippines lập lờ. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.